Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh BMT Củ Chi. Hôm nay mình giới thiệu cho các bác một mẫu âm ly Bossmat nha. Bossmat liên danh Hàn Quốc. Model là BA202. 202 đây là 202 Blue. À, có Blue nữa nha các bạn. Cấu hình của em này là chạy 8 sò lớn, tăng phô chiến bự và ECO M50195 luôn. M50195 luôn. À, con này hát cực kỳ đỉnh nha. Nghe nhạc karaoke chỉnh gia đình. Công suất cho ga là 180W một kênh luôn các bạn. Âm ly Bossmat hàng công ty liên danh Hàn Quốc. Con này là có thể sơ đồ nó ngang ngửa là y chang với cái con Baramax 369N. Y chang luôn. Từ phần rề đằng trước tới phần bo mạch công suất thiết kế y chang. Đây mình cho các bạn xem trước nha. Cấu hình bên trong của em Bossmat này. Bossmat là hàng công ty cũng khá nổi tiếng và chất âm nó cũng rất là hay nha các bạn. Tăng phô tròn, có cái nắp sát bọc lại chống nhiễu luôn. Nhôm đứng dày nha các bạn. Và một bên là bốm sò, đây là sò lớn Toshiba, tiếng ra cực kỳ sáng. Và đặc biệt con này tiếng bát chép ra rất là hay, tiếng chép tí tách đó. Một bên bốn con máy là hình thức zin nha các bạn, nguồn công suất zin. À, phần rề đằng trước zin luôn, làm lại dàn volume đó. Máy chỉ làm lại dàn volume, còn toàn bộ của máy là vẫn nguyên zin. Ở đây các bạn mà có xem qua cái con Baramax 369N là sơ đồ này y chang luôn. Và cái bo ECHO vẫn là con M50195. Nói chung là thiết kế y chang. Chắc âm ra nghe có thể nói là tương đối 80, 90 với con Baramax. Con này sơ đồ là y chang nha các bạn, bảo đảm các bạn hàng là ok. Đây ở đằng sau hậu nè, BA202 Blues. Đó, bây giờ mình sẽ quay toàn bộ cái máy rồi cái mình sẽ test chất âm sau nha. Công suất cho ga là 180W, 180 một kênh, chạy được 4 ohm. Công suất tổng là 450 nè, 450W. Và cái con máy này chúng ta đánh một cặp full đơn 25 đánh căng đét. Bao các bạn đánh một cặp full đơn 25 và đánh rất là hợp. Đó, đẹp chưa? ECHO là M50195 nha các bạn. Mình đã kiểm tra có sao nói vậy thì mình đã có chụp tấm hình nhỏ. Nếu mà ấy cái mình sẽ ghép lên cho các bạn xem. Mình đặt cái tấm hình con chip ECHO nó ở cái ngoài cái tấm hình đại diện của video cho các bạn thấy trước đó. Tại vì nó nằm ở trong góc quay không được nha. Đây nè, nó nằm bo thứ 3 các bạn. Này, 3. Nó nằm cái bo thứ 3 ở trong đây nè, sao quay được. ECHO quyền thoại M50195, cấu hình 8 sò lớn, máy đẹp càng. Hàng công ty chính hãng Bossmat. Máy zin. Hình thức còn tương đối. Nắp máy đẹp keng. Nắp máy đẹp keng luôn nha các bạn. Lỗ không hư ở đây chúng ta thấy nè. Nắp máy bự lắm nha. Lỗ không hư ngay cái tăng phô. Nếu mà đóng nắp lại chúng ta nhìn vô là thấy cái tăng phô là kết liền. Tăng phô xuyến tròn rất là to. À, các bạn nhìn thấy không? Rồi, à, bên trong nội thất và hình thức nó là như thế ha. Bây giờ mình sẽ test chất âm kỹ cho các bác nghe. Cái giá con này mình bán cũng rất là mềm, chỉ tương đương với hàng Adidas, nhưng mà chất âm phải nói là ok. Rồi bây giờ test nha các bạn ơi.
Vàng nốt úp phê là bao ngọt ngào cho các bạn luôn. Không ù xì ghê. Vàng nốt. Rồi tắt mở lại cho các bạn coi. Thì mở công tắc lên, cái đèn này 3 tim à, đỏ chuyển qua xanh là bật qua chế độ on à, là máy sẵn sàng hoạt động. Máy im bít nha các bạn. Toàn bộ dàn nút đã được kiểm tra, chỉ làm lại dàn volume. Còn toàn bộ bên trong con máy là hình thức zin hết. Ở đây chỉ có một công tắc AB. AB là tín hiệu đầu vào chứ không có 3 hết. Nút ba lăng các bạn. Ba lăng nằm ở cái càng thứ hai ở bo mu shift. Rồi ốp qua bên phải. Đây, hết bài nhạc rồi các bạn. Con máy hát tốt 100%, dặn ốp phê con nào lên con đó. Đây mình đang hát một kênh với bên phải ha. Bây giờ ốp vào bên trái cho các bạn xem. Đây, ốp qua bên trái là con đèn đỏ, bên đây nó sáng. Con đèn vàng, đèn vàng sáng. Rồi, chúng ta căng ở chính giữa. Căng ở chính giữa, hai cái con đèn led này nó sáng đồng đều nhau là ok. Và đồng thời chúng ta phải nghe hai cái lo nó đánh tiếng lớn bằng nhau là con máy nghiêm chỉnh. Con này đáp ứng được điều đó. Máy nghiêm chỉnh các bạn. Tiếp tục bây giờ mình sẽ test echo vang nhại karaoke đảm bảo chuyên nghiệp, giá cả cạnh tranh luôn. Con này mình thanh lý 1.2 triệu, 1.2 triệu không bao ship. Bác nào ở ý xem chốt thì cứ liên hệ em để đặt hàng. Có một con duy nhất nha các bạn, hôm nay không có hàng luôn, chỉ có một con à. Hello. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ echo test echo của em nó. Hello. 1 2 3 4 5 6. Tiếng ca nhẹ nhàng, bảo đảm là hát chuyên nghiệp cho các bạn. Con này mà chúng ta ghép một cặp full đơn 25 đánh là rất là hợp lý, công suất lớn luôn. Hello. 1 2 3 4. Dàn nốt ốp phê ngọt ngào, ốp hay trơn nè các bạn. Hello. Hello. 1 2 3 4. Hello. Rồi cho echo lên. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hello. 1 2. Tiếng rất là nhẹ nhàng nha. Rồi up delay cho cái tiếng lặp lại nó có trong không nghe các bạn. Hello. Hello. Lên. Tiếng echo hay, delay nó lặp lại, cái tiếng nó lặp alo 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 phải trung thực là con máy nghe nó mới hay nha các bạn. Con này 50195 nên nó đáp ứng cái nhu cầu đó rất là hay. Karaoke chuyên nghiệp. Alo 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 alo. Đó, các bạn nghe kỹ là các bạn nghe liền. Echo hay nó phải lặp lại cái tiếng trung thực và cái tiếng lớn. Lên 1 2 3 4. Alo. 6 7 8 9. Ngọt ngào. Rồi bây giờ nhắn thử cái chức năng mono. Alo. 1 2 3 4. Nhẹ te nha các bạn. Rồi mid 1, mid 2. Tốt hết. Đó, con máy hoạt động nghiêm chỉnh cho các bác nha. Hôm nay mình chỉ có một con này nên quay clip giới thiệu cho các bác liền. Nếu bác nào ưng ý xem qua mà thật sự thích thì cứ liên hệ em để đặt hàng. Có một con một và các bạn. Hình thức con máy còn tương đối đẹp. Ngoại hình tương đối không tệ. Rồi con máy này mình thanh lý giá 1.2 triệu không bao ship. Rồi video quay tới đây kết thúc chân thành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp.